Đội hoa hướng dương này thuộc cái quyền quản lý của nông trường 19 tháng 5 và nó nằm tại khu vực Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn của tỉnh Nghệ An, thưa quý vị thân mến. Và người ta trồng hoa hướng dương này làm gì và tại làm sao mà cách đây khoảng 2 năm trở về đây hoa hướng dương ở khu vực Nghệ An này nổi tiếng như thế? Thì họ mới trồng hoa hướng dương, thì thưa quý vị thân mến, hoa hướng dương ở Nghệ An này không phải là mới trồng mà đã trồng rất là lâu rồi. Cách đây 2 năm thì em Tuấn Anh cũng có cái dịp là đến được đồng hành cùng với những cán bộ công nhân viên của TH Chunil trong một hành trình đi tham quan tại Thiên Cầm. Thì đến đây á, thì sau khi có một cái bàn chào hỏi và trao đổi thì biết được rằng là TH Chunil họ đã trồng hướng dương từ lâu lắm rồi, nhưng mà họ lại không có trồng ở cái khu vực mà sát đường mòn Hồ Chí Minh này đâu ạ. Mà họ trồng ở đâu? Họ trồng đằng sau núi và họ sử dụng chính cái cây hoa hướng dương này, chính những thọ hoa hướng dương này đấy, để làm cái thực phẩm để chăn nuôi bò sữa, thưa quý vị thân mến. Nhưng vì lý do tại làm sao mà họ lại mang cái cây hoa hướng dương đó sang khu vực sát cái đường mòn Hồ Chí Minh này để họ trồng, thưa quý vị thân mến, đó chính là vì một lý do như này đấy ạ. Đấy, như các bạn vừa mới thấy được rằng là qua những cái chia sẻ hết sức là tuyệt vời từ anh Hải của chúng ta, anh Hải thân yêu, thì các bạn thấy được rằng mảnh đất Nghệ An này thì có rất nhiều địa danh lịch sử nổi tiếng, phải không ạ? Có rất nhiều những con người đã làm nên lịch sử, đã đóng góp cái xương máu mình cho lịch sử. Nhưng để mà nói đó, những cái điều đó liệu đã đủ để có thể thu hút được khách du lịch đến đây hay chưa? Ai, như mình đi qua chỉ là một phần mà thôi. Nhưng tôi cứ nghĩ rằng mấy kể từ khi cái đền hoa hướng dương này đã giúp cho những bạn trẻ của chúng ta đến được Nghệ An này được tìm hiểu sâu hơn.